Rồi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của Rock2P nha. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi review một cái account nữa trong tựa game Rock Kingdom nha các bạn. Nick này thì bao hơi bị to luôn, 106 triệu bao. Và có tên là Chaos nha mọi người. Nên tiếng Việt thì các bạn hay đọc là Chao đúng không? Nhưng mà hình như tiếng Anh đọc là Chaos đấy. Mà lại có cái chỉ dấu đây che mất cái thành phố của ông này rồi. Chúng ta sẽ cùng đi vào xem phía bên trong của Nick bao lên tới là 106 triệu bao này có những cái gì thú vị nha các bạn. Đầu tiên là về cấp VIP đi, hiện tại nick này đang VIP 17 nha, 3 triệu 1 điểm VIP này, với lại đăng nhập liên tục là 1792 ngày. Nick rất là cũ các bạn. Và về số tài nguyên ở ngoài thì vẫn còn đến hơn 20 Beret với 60.000 đá quý, rất là giàu nha. Về chỉ số thì hiện tại sức mạnh 106 triệu với điểm tiêu diệt là 3 tỷ 1 à, wow. 3 tỷ 1 và chúng ta có ở đây là 149 triệu QT4 và 82 triệu QT5. Thì đây đang ở Kingdom 2972 ấy, có lẽ là bay nick này về Kingdom mới đánh nên là QT4 khá là cao. Nói chung là Q 3 tỷ 1 thì mình thấy là cũng bình thường so với số ngày đăng nhập đã rất là lâu rồi. Về chỉ số KVK thì ở đây tiêu diệt ở nhiều nhất là 95 triệu này, chữa lành nhiều nhất là 37 triệu. Hôm nay mình có đọc được ở trên bình luận ở trên kênh YouTube của mình ấy, các bạn ấy kêu là cái điểm tiêu diệt này là cộng hai mùa lại với nhau, mình cũng không chắc nữa các bạn. Ở đây nó ghi là dữ liệu gọi là tiêu diệt quân số nhiều nhất đúng không? Thì mình cứ tưởng là cái mùa nào nhiều nhất nó mới ghi, nhưng mà hóa ra là cộng hai mùa, cái này không chắc lắm tại mình mới đánh được có một mùa. Rồi số lần tham gia KVK là 2 lần này, không được hồng đồ nha, có vẻ là thua. Chiếc rương thần Osiris thì thắng được 24/40 trận, đánh cũng hơi ít nhở. Rank Olympia, rank cao nhất là rank bạch kim, nên tôi cũng lười đánh cái này lắm. Nền văn minh thì tiếp tục sử dụng một nền văn minh đế chế Ottoman. Đấy, gần đây đi review thì anh em dùng cái nền văn minh này rất là nhiều, tại vì kiểu nó mạnh ấy, tăng máu cung lên 5% này, chạy nhanh lên 5% cho tất cả loại quân, để tăng thiệt hại kỹ năng thêm 5% nữa. Mấy con kiểu như là Gia Cát Lượng này, rồi Quan Vũ, Nepki thì dùng Ottoman khá là mạnh. Đa số anh em dùng Ottoman là anh em đang còn tự tin với khoản tăng tốc thôi. Đây là cái phần thông tin thêm, sức mạnh tối đa lên tới là 121 triệu, chết 21 triệu lính luôn, rất là nhiều. Thu thập tài nguyên 27B và hỗ trợ tài nguyên 20B nha anh em. Nick này thì chỉ số rất là cao. Về chi tiết đội quân này, 6 triệu lính, ở đây chúng ta có 1 triệu 7 lính bộ, 2 triệu 4 lính kỵ, 572.000 lính cung. Như vậy là sẽ đánh về chuyên kỵ là nhiều rồi. Vẫn còn lính T4 nha, T4 thì tổng T4 chắc được khoảng hơn 600k T4 một chút. Và xe T1 cũng rất là nhiều, xe T1 đến tới là 669.000 xe T1 các bạn. Một cái nick nói chung là bao rất to, nhiều lính và đánh chuyên bộ kỵ. Đây là phía bên trong giao diện thành phố thì bạn trang trí cũng rất là đẹp. Đó, có ghi số Kingdom ở đây luôn, Kingdom 2972 nha. 2972 thì mình đã review một số nick rồi. Đó, đây đang sử dụng nền văn minh đế chế Ottoman, thì là cái nhà chữa lính ấy, cái bệnh viện nó cũng hiện cái biểu tượng khác. Đấy, biểu tượng của Thổ Nhĩ Kỳ à, đúng không? Ottoman, cái hình mặt trăng, bình thường là hình chữ thập cơ. Đây là phía bên trong giao diện thành phố thì đang dùng đó là cái nhà mê đường thúy ảnh phòng thủ kỵ binh 15%. Thì cái nhà này hiện tại vẫn rất là ngon, nó chỉ thua cái nhà kỵ mới ra gần đây là cái nhà cộng 15% máu kỵ ấy, chiến ý hoa sen này thôi. Nhưng mà mình thấy là mê đường thúy ảnh vẫn rất là ngon. Đặc biệt là cái nhà chiến ý hoa sen và mê đường thúy ảnh ấy, mình đều thấy nó có dáng dấp của cái hình ảnh hoa sen các bạn. Gần đây mấy ông thiết kế nhà của bên Lilith rất là hay thích dùng những hoạt ảnh kiểu đó đúng không? Cái này thì là cái vương miện đấy, nhưng mà hồi đầu tôi nhìn giống cái hoa sen vậy. Đây là chỗ ski nhà tím. Rồi, có thêm một cái nhà huyền thoại nữa, kinh đô cổ xưa, tấn công cung thủ 15%. Như vậy đích này ăn được hai cái thiên đỉnh 15% cơ, rất là ghê nhờ. Trên này thì chúng ta sẽ có cái nhà huyền thoại nào nữa không nào? Đây, thêm một nhà diệt phi nữa nha anh em. Như vậy là có tới hai cái nhà cung rồi. Rồi, như vậy là có ba nhà huyền thoại các bạn. Một nhà diệt phi là lấy ở KVK trinh phạt hoặc là đua top danh dự KVK3 và hai cái nhà thiên đỉnh 15%. Ở nick này là gọi là đông bộ binh nhưng không có nhà nào bộ hết. Đây là phía mục chỉ huy. Thì bây giờ mình sẽ soi tướng trước. Mình sẽ soi đầu tiên là về những con tướng kỵ binh trước đi. Thì về kỵ binh chúng ta có là Hoắc Khứ Bệnh, vị tướng kỵ binh mới nhất và cũng đang khá là mạnh ở trong game. Hiện tại thì nick cũng đã dồn cho max skill luôn nha. Và mặc ở đây một set đồ cam 8 món, nổ ta lần được là cái quần cho tàn bình minh này. Phụ kiện chúng ta có là nhẫn tận thế, cũng có ta lần kỵ binh luôn. Ở đây thì hơi đen, nó kiếm KVK là 75/100 rồi. Ôi, thêm một phát nữa là lên các bạn. Mình không biết là tinh luyện mấy lần, nếu mà một lần 75% thì quá hên nhờ. Có thêm một nón KVK, chưa có tinh luyện 0/100. Hoặc khứ bệnh. Đây là chỗ mục vũ trang. Vũ trang thì chỉ số cũng khá là cao, hơn 25% chỉ số kỵ với minh văn khỏe mạnh tăng máu này, tránh né chịu ít đi sát thương phản công. Và gai góc các bạn sẽ được tăng tấn công 3.5. Hoặc khứ bệnh đồ cũng khá là mạnh.
có Nevsky, Nevsky cũng đã max skill. Ở đây chúng ta có thêm một cái kiếm KVK nữa. Wow. Quyết định là đúc hai kiếm KVK các bạn, 8 món đồ cam sử dụng là chống trận Karuak và nhận tận thế nha. Kiếm KVK này thì chưa có tinh luyện rồi. Nevsky thì về vũ trang chúng ta có chỉ số kỵ binh rơi vào khoảng tầm 22 chỉ số kỵ các bạn, với một cái minh văn hiếu chiến nữa. Hai set vũ trang của hai con kỵ đều rất là ngon. Minh văn hiếu chiến thì khi các bạn tung đòn tấn công thường thì các bạn sẽ có xác suất là 10%, tăng tất cả sát thương 5% trong 3 giây, cũng ngon luôn. Có hạng vũ này, hạng vũ đã max skill. Ở đây thì mình thấy là đang còn mặc tới 5 món tím nha và 3 món cam, trong đó thì có cái áo lẻ. Cái áo này thì tăng tấn công kỵ binh 12% ấy, mình thấy là cũng khá là ít người dùng nha. Về vũ trang của hạng vũ thì chúng ta có một set vũ trang 16.3 chỉ số kỵ, mọi thiệt hại 1% và với một cái minh văn táo bạo tăng sát thương thêm 1.5. Như vậy là định đánh 3 đạo kỵ cơ à. Nick này thì cũng khá là nhiều kỵ binh, chúng ta còn có Doan P hiện tại đã mắc này. Attila Takeda đã cặp tướng kỵ binh Zero nhà là quá ngon rồi đúng không? Cặp Attila Takeda nếu mà có là đốt nhà gọi là bá cháy các bạn. Tào Tháo cũng đã mắc này, William mắc và Khan Béo cũng mắc luôn. Ở đây mình thấy có Giang Zitka đang 5311, Sadi 5211. Như vậy về tướng kỵ binh thì nick này cũng mắc khá là nhiều, số lượng lên tới là 9 con tướng kỵ binh. Và mình sẽ đi qua tướng bộ binh đi. Bộ binh thì ở đây chúng ta có 5 con nha. Đầu tiên là Quan Vũ này, cũng đã mắc skill. Có cả búa KVK, nhưng mà búa KVK thì Ngọc Trinh cũng chưa có tinh luyện luôn. Sử dụng một cái phụ kiện là đồng tiền may mắn của Escola, cũng hợp với Quan Vũ. Set bộ binh này thì trông cũng hơi độc lạ một chút các bạn, khi mà không có kích cái dòng thứ hai của set đế chế Vĩnh Cửu ấy. Mình thấy cái dòng này khá là ngon, cộng phòng thủ đội quân thêm 3%. Nếu mà là mình thì có thể mình sẽ thay vào đây cái tay hoặc là cái giày của set bộ binh ấy thì sẽ ngon hơn. Hoặc đơn giản là chúng ta đúc cái mũ KVK vào đây đúng không? Nói không với mặc đồ theo set, chúng ta chơi nguyên set đồ lẻ luôn. Quan Vũ đổ Ngọc Trinh hơi nhiều, nick này đập đồ hơi đen các bạn. Về chỉ số vũ trang thì Quan Vũ có khoảng hơn 25% chỉ số bộ với minh văn nhanh nhẹn và cứng cựa tăng máu 3.5, ngon. SCPO này cũng đã max skill. Ở đây thì tiếp tục thêm một cái búa KVK, nick này đúc rất là nhiều đồ KVK các bạn. Búa này thì cũng chưa có tinh luyện luôn. Thêm một cái áo Ngọc Trinh nữa này, và còn lại chúng ta có là 6 món đồ tím nha. Vũ trang của SCPO chỉ số bộ binh có lẽ là cũng phải 19% đấy, 19.4 chỉ số bộ với minh văn dũng mãnh tăng sát thương thêm 1%, mọi thiệt hại 0.9. Recharge cũng đã max skill, nó tình cờ là hôm nay mình cũng mới làm video về Recharge đệ nhất cũng như là cảm nghĩ của mình về vị tướng này. Không biết là lát nữa xem trong đội hình thì có thấy Recharge được đem ra sử dụng hay không. Có Tarik Ivan Zayat này, hiện tại là 5553 nha. Thiếu khá là nhiều tượng nhưng mà bắt Tarik đánh đầu chả làm gì các bạn. Không có ai rally nhưng mà lỡ lên bằng này rồi, lỡ lên bằng này chả lẽ lại không mắc Tarik thì hơi phí. Rồi vào đây là 115 tượng. Ồ, như vậy là ăn MGE tiếp cũng được đúng không? Thêm một phát MGE top 1 hoặc là hai cái top 2 là ok, nói chung là căn MGE lên mắc là được. Có CM đã mắc rồi này, Alex mắc luôn. Constantine 5554. Wow. Constantine gần mắc, gần đây nghe nói là Constantine kết hợp với lại Gogo đép nhà mạnh lắm, đép công trình mạnh lắm, không biết là nick này có định lên để đép không. Leonidas cũng 5531 này. Lưu Triệt 5311. Wow. Zenobia 3211 à. Ok, nói chung là tướng tá thì có mấy con như kiểu Tarik với Constantine gần mắc nhìn hơi khó chịu nhỉ. Kiểu mắc được luôn thì càng đẹp đúng không? Đây là một cung thủ này, cung thủ nick này rất là ít. Hồi nãy soi các bạn thấy là có mỗi hơn 500k lính cung T5 thôi đúng không? Thì ở đây chúng ta có là Gia Cát Lượng max skill và có một cái vũ khí bình thường đã nổ toàn lần. Ở đây là 4 món của set hàm rồng nha. Quyết định mặc một cái giày lẻ tăng tấn công cung 8%, một cái áo cung tăng tấn công cung 7.5%, thêm talent là 2.5 nữa. Set đồ này kiểu như là bui để lấy full set công cung các bạn. Về chỉ số này, đó, tấn công cung lên tới là 47.5, phòng thủ cung 26 là tới từ cái vũ khí có nổ talent. Về vũ trang của Gia Cát Lượng thì chúng ta có chỉ số cung cũng cao. Nick này vũ trang mình đánh giá là đẹp nhá. Vũ trang cung của nick này được 22% chỉ số cung với một cái minh văn cảnh báo, tăng sát thương phản công thêm 2.5. Đấy, tuy nhiên thì nếu mà Gia Cát Lượng mà bị bao vây ở trên đồng ấy thì phản công chắc cũng không ăn thua, chắc gậy cũng hơi nhanh. Rồi đây mình sẽ xem tiếp về lãnh đạo nào. Lãnh đạo thì chúng ta có Shiza đã mắc này, có AE mắc, Mehmet mắc, có một con Heraclius hiện tại cũng 5541. Nick này có nhiều con tướng đang lên dở dang quá nhở. Có Jisun Shin này cũng 5411 này. Jisun Shin thì mình không xem được tượng. Heraclius xem là dồn tượng không. Không dồn tượng nha anh em. Không dồn tượng thì được, chứ nếu mà dồn tượng lên mấy con lỡ cỡ này thì rất là phí.
Ở đây chúng ta còn con kết hợp nữa, kết hợp thì chỉ có 3 con tướng farm thôi, với con Mộc Lan hiện tại có mức skill là 5534. Nói chung là nick này thì đồ đạc chúng ta cũng ok, mình xem mục đạo cụ một chút. Đây là mục đạo cụ thì chúng ta điểm VIP thì mình thấy là không còn nhiều này, còn có 110 điểm VIP à. Game trong người thì cũng tương đối, cộng với cả game ở ngoài 60.000, có lẽ là đang chờ để tiêu game. Mình nghĩ là tỷ lệ ngày mai có tiêu game khá là cao, 80-90% là có tiêu game rồi. Túi tài nguyên trong người vẫn còn khá là nhiều, nhưng mà ở ngoài thì còn tới 20B đánh chắc là rất là lâu hết. Đánh nick này thực ra Q-Point có 3 tỷ mốt đấy, thì cái lượng tài nguyên ở ngoài đánh còn lâu mới hết các bạn. Ở đây chúng ta có mục tăng tốc này, tăng tốc thì chúng ta sẽ xem về tăng tốc chung, 4.000 cái tăng tốc 60 phút, nick này là bao to nha. 969 cái 3 giờ, 197 cái 8 giờ, bao rất là to, thành ra là có lẽ là đã dùng tăng tốc để luyện lính nhiều hơn là để chữa thương ấy. Thì các bạn thấy là Q-Point thì mình thấy là cũng nói chung là cũng được, cũng không phải là quá thấp nhưng mà cũng không quá cao, nhất là một cái nick đã tới 1700 ngày rồi. Tầm này thì đốt hết cái lượng tài nguyên ở ngoài với tăng tốc để đánh nhau, nick này phải lên được tầm 5B 6B Q gì thì rất là ngầu. Đây là một tăng mạnh thì chúng ta cũng có 22 cái mở rộng đội quân 50%, kho dự trữ thì cũng xài hết rồi. Nick này có tới 2 cái nhà thiên đỉnh 15%, là cũng mới đua thiên đỉnh năm nay thôi. Mà đua thiên đỉnh thì ngốn rất là nhiều cái này, tại vì các bạn mà ngồi luyện lính ấy, cứ mỗi lần các bạn luyện 2.000 lính thì thật sự là rất là oải các bạn. Bây giờ thường người ta cắn kho dự trữ luyện cho nhanh đúng không, cứ bảo là có thời gian thì ngồi luyện, nhưng mà luyện mỗi lần 2.000 lính không biết bao giờ các bạn mới luyện được 20 triệu pound đấy. Đây chúng ta có là một thiết bị, nick này thì rất là đam mê đồ KVK, hai kiếm KVK, hai búa KVK đều ngọc trinh. Còn hên ở cái kiếm này có lên được 75/100 đấy. Mũ KVK ngọc trinh này, đồ cam thì mình sẽ đếm về số lượng nha. Một hàng 2, 3, 4, 5, ok, 5, 6 là 30, 30 cộng với dưới này 2 món nữa, cộng với trên này 2 món nữa, như vậy là 34 món cam. 34 món cam nhưng mà có một cái mũ của con Matida này là mũ farm nha, cũng đã tinh luyện lên 75/100 rồi. Set tím farm thì mình thấy chỗ này chúng ta chỉ có được đúng một set tím farm là chọn bộ thôi. Còn sử dụng rất là nhiều đồ tím nha, và ba cái phụ kiện tím này, ở đây thêm ba cái nữa là 6 cái phụ kiện tím. Một cái phán xử im lặng nữa là 7 cái phụ kiện tím. Nick này nói chung là cũng rất là mạnh, bao to mà xài đồ tím hơi nhiều. Mình thấy là bây giờ tháo hết đồ tím ra ấy, xong kiểu chơi đập trứng rồi đúc đồ cam ấy, kiểu mặc full 5 set đồ cam đánh 5 đạo giống mình là đẹp. Còn nếu mà nạp lên 6 đạo thì nick này rất là nhiều tướng, nhưng mà có cái là không có đồ các bạn. Đây là một vũ trang, vũ trang thì không có gì, một khác đi. Mục khác thì tele rất là nhiều, 52 cái dịch chuyển có mục tiêu này, ngẫu nhiên cũng 14 cái. Chìa khóa thì còn cái nịt rồi anh em, rương Nga E mình thấy không có luôn. Bình AP ở đây chúng ta có số lượng AP chắc được khoảng đâu đó hơn 100.000 AP một chút. Mình sẽ xem tiếp tục về cái số lượng chọc vàng 102 chọc. Sao vàng thì còn khá là nhiều, 1.900 cái sao vàng này. Rồi, như vậy ra hết mục khác luôn. Kiểm tra một chút về những cái đạo quân nick này dùng trên Open Field. Nick này thì tướng tá mình thấy nhiều chứ, đặc biệt là mình rất thích những nick đánh chuyên kỵ, tại vì đánh chuyên kỵ các bạn kiểu dí khá là tốt. Đạo đầu tiên chúng ta có là ra các lượng di, một cái đạo đánh bôn đông rất là mạnh, tận dụng hai cái chiêu vòng tròn là ra cát lượng với di song di. Ở đạo này thì nhược điểm là chạy chậm với hơi mỏng manh một chút. Đạo thứ hai thì SC Taric, hôm trước thì mình cũng vừa đánh Taric ở trên livestream rồi, anh em thấy là Taric đánh đồng thì thật sự là cũng nằm ở mức trung bình khá thôi. Mình thấy là cũng không quá mạnh. Cặp này thì chạy khá là nhanh, tại vì cả SC và Taric đều có tăng tốc độ chạy bộ binh. Quan Vũ Alex với cặp tướng gọi là quốc dân rồi các bạn. Cặp này chung là ngon bổ rẻ vẫn xài được. Cặp thứ tư Nepki Doan P, rõ ràng bây giờ đang là một cái cặp có thể nói là mạnh top đầu trong game rồi. Và đạo thứ năm là Hoắc Khứ Bệnh William, cũng là một đạo kỵ rất là mạnh. Thì ở đây hôm trước mình có làm video ấy thì cũng có nhiều người nói là Hoắc Khứ Bệnh mạnh hơn Nepki, có người nói là Nepki mạnh hơn Hoắc Khứ Bệnh, nhưng mà mình thấy thì cái sự chênh lệch nó không quá nhiều đúng không? Nên là nói chung là cái cặp Nepki Doan P và Hoắc Khứ Bệnh William ấy thì hiện tại đều mạnh cả. Điều đấy chỉ cho thấy một điều ấy, đó là kỵ binh hiện tại đang quá được nhà phát hành ưu ái. Ở dưới này thì chúng ta có thêm 5 đạo tiếp theo này, đó là Gia Cát Lượng Di, Quan Vũ SC, Hạng Vũ Mẹt Mét, ok. Đạo thứ tư là Nep Doan, đạo thứ năm là Hoắc Khứ Bệnh William. Cá nhân mình thì mình thấy thích 5 cái đạo đỏ này hơn các bạn, thấy 5 đạo đỏ này cảm giác nó khá chất lượng. Đánh 3 đạo kỵ dí cho sướng, nick này đánh 5 đạo kỵ cũng được chứ, mà tôi không có đồ. Đây là một nạp tiền thì kho cung cấp này. Game tháng rất là nhiều, 148 ngày, vật liệu cũng 81 ngày. Tăng tốc 7 ngày, 8 ngày này. Nick này hiện tại nạp tiền khá là căng. Đây, gói vũ trang cũng đã nạp lên tới rương bạc rồi các bạn. Gói tân thế giới hiện tại cũng nạp lên tới rương vàng nha anh em, còn 3 cái rương vàng là chưa mua này. Nhưng mà nick này không biết là có mua rương vũ trang hàng tuần nhiều không, mình thấy là vũ trang khá ngon đấy chứ. Đây là mục xếp hạng,
Thì 2972 hiện tại chúng ta có một clan là 7 tỷ 4, top 2 là 3 tỷ 1. Kỹ năng liên minh thì clan chính được 78 tỷ điểm tiêu diệt thì cũng không cao lắm các bạn. So một liên minh 7B tôi thấy là cũng ở mức trung bình khá, không quá cao. Ấy top 1 sức mạnh bên này là Welcome to Việt Nam. Đây là bot Nick Boss Xuân Hiếu nha các bạn. Nick Boss Xuân Hiếu thì mình đã từng review rồi, một nick rất là mới. 246 triệu pound, kill 1 tỷ 7. Top 2 là Anubis này, 111 triệu pound. Top 3 là Chaos, cái nick của chúng ta hôm nay, kill 3 tỷ 1. Top 4 là Boom Up này, 101 triệu pound. Bên này thì đa số là những nick cũ cũng bay về cũng nhiều ấy. Kill point thì thấy cũng không cao lắm, có thể là một nhóm anh em chơi với nhau vui vẻ nên bay về đây. Về kill point cao nhất thì chúng ta có nick kill top 1 là 5 tỷ 3 nha. Cái nick của chúng ta là kill point top 2 luôn, 3 tỷ 1. Top 3 là 2 tỷ 8 này, top 4 2 tỷ 5. Thực ra thì nếu mà nhận xét công bằng thì bên này kill point cũng khá là ít, có lẽ là nhóm Việt Nam chơi với nhau vui vẻ thôi, từ từ đánh những kỳ KVK rồi mới lên kill point được các bạn. Về cái mục liên minh thì hiện tại 2972 đang có quà là 23 và vẫn chưa có ngôi sao trên lá cờ KVK. Và video review cao ngày hôm nay của mình đến đây cũng kết thúc rồi. Một quả nick mình đánh giá là tương đối mạnh nha các bạn. Tướng tá nhiều, nó đồ cũng khá là ok. Đặc biệt là nick này thì vũ trang đẹp, nhưng mà có cái là VIP thì hiện tại đang là VIP 17. Với lại kill point thì mình thấy là cũng không cao lắm, nhưng mà có vẻ là mặt bằng chung của cả kingdom này là người ta đánh như vậy rồi ấy, thì có thể là cần phải trải qua vài kỳ KVK chinh phạt nữa thì kill point nó mới cao lên được. Ok, và nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những cái video review account từ game Rise Kingdom thì để lại một like đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.